Đi xem đất thưa quý anh chị ơi. Hello, xin chào quý anh chị, lại là em Thi đây. Thì hôm nay tiếp tục quá trình đi review bất động sản thực tế. Thì hôm nay em Thi sẽ đi review bất động sản đất vườn tại Diên Khánh. Giá chỉ có 377 triệu thôi quý anh chị, để mà sở hữu ngay hơn 500 mét vuông ngay tại Diên Khánh nha quý anh chị, cực kỳ rẻ luôn. Đây cũng là cái đợt kỷ niệm 370 năm ngày giải phóng Khánh Hòa. Đó, một cái dịp rất là quan trọng, một cái dịp rất là quan trọng nha. Đó, thì hôm nay là em Thi sẽ review cho quý anh chị là với hơn là tầm khoảng 377 triệu thôi là quý anh chị đã có thể sở hữu một cái mảnh vườn ngay tại Diên Tân thuộc Diên Khánh, cách trung tâm thành phố Nha Trang chừng khoảng 20 cây số thôi, rất là gần nha. Đi ô tô lên đây thì tầm khoảng chưa đến nửa tiếng. Đó, thì trước mặt anh chị là cái con đường Hương Lộ 62. Đó, con đường này là con đường nối thẳng ra lại quốc lộ 27C, cũng như là nối thẳng ra lại đường cái cao tốc Bắc Nam. Từ đây mà đi ra cái điểm xuống của cao tốc Bắc Nam á, là tầm khoảng 4 đến 5 cây thôi quý anh chị, cực kỳ gần ha. Đó, đây là con đường Hương Lộ 62 kết nối Diên Khánh với lại Khánh Phú. Kết nối vào đường Giang Bay Khánh Phú ha. Đó. Anh chị thấy không ạ? Xung quanh là nhà dân hiện hữu nè. Đó. Đường Hương Lộ 62 là hiện trạng là đường nhựa rộng 10 mét vậy ha. Đây là một trong những con một trục đường giao thông chính của khu vực Diên Khánh, kết nối Khánh Vĩnh, kết nối rất là liên vùng ha. Xung quanh là nhà dân hiện hữu đây. Đó, rất là đẹp. Thì em Thi có, hôm nay là em Thi có chỉ có vài lô thôi. Đó, chỉ có vài lô, giá là hơn 300 triệu thôi. Đó. Mà được là khoảng hơn 500 mét vuông nha. Cách cái đường Hương Lộ 62 này đi vào á là chỉ tầm khoảng 200 mét thôi, 150 mét thôi, chứ 200 mét thì nó cũng hơi xa. 150 mét thôi nha. Đó. Thì mời quý anh chị theo chân em Thi mà để đi coi những cái sản phẩm đầu tư như thế này. Chỉ có 377 triệu thôi, 380 triệu một lô. Hơn 500 mét vuông nha quý anh chị, tính ra là tầm khoảng hơn 700 ngàn một mét thôi. Đất ở đâu mà rẻ vậy Thi ơi? Chắc anh chị đang nghĩ là ôi, thằng Thi nó quay đất ở đâu mà rẻ như vậy. Thì mời anh chị theo chân em Thi để coi những cái sản phẩm đó rẻ và đẹp như thế nào, có đáng để đầu tư hay không. Đó, mời quý anh chị theo chân em Thi. Đây. Đây là cái con đường kết nối vào lô đất. Đó. Nhưng mà trước khi mà đi vào thông tin chi tiết lô đất á, thì quý anh chị nhớ cho em Thi xin một like, một đăng ký để mà coi như đó là cái động lực mà để mà em Thi quay thường xuyên hơn, quay video thường xuyên hơn nha. Đó, thì em Thi sẽ quay đất xong rồi từ con đường này em Thi sẽ chạy ra các cái tiện ích xung quanh, ví dụ như là ủy ban nè, chợ nè, rồi quay chỗ cái điểm xuống cao tốc Bắc Nam ngay đoạn Hương Lộ 62 cho anh chị xem ha. Cái vị trí Diên Tân nó hay lắm anh chị. Cái vị trí Diên Tân á là nó nằm giữa hai cái khu công nghiệp, một là khu công nghiệp Diên Thọ và một là khu công nghiệp Sông Cầu, nên là Diên Tân là nói chung là rất là thuận lợi trong cái việc đầu tư. Và đặc biệt á là bây giờ mà nhiều anh chị hỏi em á là 300-400 triệu có đầu tư được ở Diên Khánh không. Thật ra một năm nay hai năm nay những cái lô đó không còn nữa đó, nhưng mà hôm nay thì em Thi là nhận được một cái sản phẩm rất là tốt để đầu tư nha. Những một sản phẩm này em Thi cảm nhận rất là tốt để mà đầu tư, có khả năng sinh lời, nói chung là rất là ok. Đó, thì từ đường Hương Lộ 62 đi vào á chỉ còn chút thôi quý anh chị, 150 mét thôi. Đó, cái đường bê tông này hiện trạng là rộng 5 đến 6 mét nè. Và cái đường này nó cũng có quy hoạch mở rộng 20 mét thôi quý vị ha. Đó, cái đường này nó cũng có quy hoạch mở rộng 20 mét. Rồi nó cũng có một con đường đất của mình á, là sát bên là có một con đường quy hoạch 20 mét nối thẳng ra lại đường quốc lộ 27C. Đó. Nối thẳng ra đường quốc lộ 27C. Từ cái vị trí mà em Thi đang đứng đây á mà đi ra lại quốc lộ 27C á thì nó dao động tầm khoảng 6 đến 7 cây thôi, rất là gần ha. Đó, từ vị trí đất á mà đi ra lại quốc lộ 27C là 6 đến 7 cây thôi. Cũng khá là gần. Đó. Đây, một cái khu rất là đẹp. Phong thủy mặt hướng núi rất là đẹp quý anh chị. Đó. Ở đây thì em Thi có 6 lô. Thật ra là em Thi còn 6 lô. 8 lô nhưng mà em Thi đã bán 2 lô rồi. Đó. Thì em Thi còn là 6 lô. Thì mỗi lô dao động là từ hơn 500 mét cho tới hơn 600 mét nha. Nhưng mà giá đầu tư thì chỉ có 300 mấy chục triệu thôi. Rất là rẻ quý anh chị à. Với cái tầm tiền này thì người người nhà nhà ai cũng có thể đầu tư. Còn hơn là cái việc mà ví dụ như là anh chị gửi tiền vào ngân hàng. Cái thời điểm hiện tại nha, em tính lãi suất cao luôn đó, là cho gửi ngân hàng 9 chấm. Đó. Với thời gian là 1 năm đi. Thì nếu như mà 300 mấy chục triệu này quý anh chị bỏ ngân hàng á, thì 1 năm anh chị có thể kiếm được khoảng 30 triệu thôi.
Nhưng mà nếu mà anh chị đầu tư vào đất á, thì khả năng là biết lắm là anh chị cũng phải lời 20%, ít nhất là cũng phải là 70-80 triệu, còn không thì gấp 3 là khoảng 120. Đó, em Thi tư vấn như vậy. Đó, bây giờ là chúng ta cùng đi vào. Đó, cái mấy cái lô đất này, cái đường hiện trạng trước đó của quý anh chị là đường đá gấp suối. Đường này là rộng khoảng 4m nha quý anh chị. Ô tô đi vào tận nơi nha, ô tô đi vào tận nơi. Đó, mỗi lô là dao động từ hơn 500m cho tới hơn 600m. Cách cái hương lộ 62 đi vào nãy giờ đi bộ vào anh chị thấy không ạ? Khoảng 150m thôi. Đó, quý anh chị nhớ like và đăng ký kênh của em nha. Em đi nãy giờ đi vòng vòng mệt quá, thở quá thở luôn. Đây, đây là cái ranh giới của cái lô đầu tiên. Để em cho chị coi. Đó, thì ở đây là ranh giới là em Thi đã làm rõ ràng rồi. Đó, trụ là trụ đôi đây. Trụ đôi sơn đỏ. Đó, là mỗi lô ở đây á, 6 lô. Bám theo cái đường này, 6 lô. Là mỗi lô ở đây là đều chiều ngang là của nó là 12 m nha quý anh chị. Đều ngang 12 m luôn. Đó, tất cả là đều ngang 12 m hết ha. 6 lô. Thì 5 cái lô đầu tiên vô á, ngoài đi vô á, 5 lô á là diện tích là hơn 500m, chỉ có cái lô trong cùng kia là 640m thôi. Ha, cái lô trong cùng kia là to tiền nhất mà cũng là to diện tích nhất. Đất ở đây á là em Thi chia ra rất là đều. Đó, mỗi lô là đều ngang 12m và nở hậu là khoảng 12m2. Đó. Đất rất là vuông vức bằng phẳng nha anh chị. Hơn 500m mà ngang 12m á, thì cái chiều dài của nó rơi vào tầm khoảng 40-41m. Khoảng 40-41m nha quý anh chị. Đó. Đất thì bằng phẳng. Đứng ngay đất luôn á là anh chị thấy cái đường hương lộ 62 luôn rồi. Đó, cái nhà dân đó là mặt tiền hương lộ 62 đó quý anh chị. Đó. Đứng ngay đất là anh chị đã thấy đường hương lộ 62 luôn. Và anh chị thấy cái mỏm núi đẹp không anh chị? Em nãy giờ em lên là em nhìn cái mỏm núi rất là đẹp luôn. Quá đẹp luôn anh chị ha. Thiên nhiên ban tặng những cái cảnh đẹp rất là ok luôn. Đó. Thì ở đây á là đất này là đất gì? Đất này á là đất cây hàng năm hay còn gọi khác là đất nông nghiệp. Đó, đất nông nghiệp á. Thì đất nông nghiệp mua á là để đầu tư. Đầu tư như thế nào ạ? Thứ nhất á là đầu tư sinh lời, ví dụ như một năm sau. Bây giờ ví dụ như anh chị có 370-380 triệu đi. Anh chị để ngân hàng một năm nó cũng lời tầm khoảng 3 mấy triệu thôi. Đó. Thì em Thi cũng chỉ mong là anh chị lời nhiều. Đó. Mà nếu anh chị lời không nhiều á thì ít nhất là ở đây thì sang năm anh chị cũng một năm sau anh chị bán cũng được ít nhất là cũng phải là được 500 triệu tầm đó ha. Đó là lợi nhuận mà mình mong muốn, còn không biết lắm thì cũng phải lời 20%. Ví dụ như bán là 500 triệu là mình lời khoảng 30% rồi. Còn không thì 20% là cũng được 70 triệu rồi, tầm đó rồi. Chứ còn bây giờ mình bỏ ngân hàng là chỉ có một tháng là 30 triệu thôi. Đó. Mà đất ở đây thì tính mét vuông như em Thi nói rồi chỉ có hơn 700 ngàn một mét thôi. Quá rẻ luôn anh chị ha, quá rẻ ha. Quá rẻ cho một cái sản phẩm bất động sản mà đẹp như thế này, 500 mét vuông nha. Hơn 500 mét vuông là quý anh chị có thể mà lên đây làm vườn trồng cây luôn. Và đặc biệt là mua bên em Thi sẽ có những cái gì? Hiện tại là đất bằng phẳng rồi, không có cần làm cỏ làm giết gì hết á. Nên là quý anh chị mà mua ở đây, mua hàng của em Thi. Em Thi sẽ tặng cho quý anh chị á, thứ nhất ở đây là có ranh từng lô rồi, không phải nói nha. Ở đây nè, anh chị nhìn nè, trụ đôi là ranh giới giữa hai lô. Ở sau kia cũng có cái trụ đôi luôn nè, anh chị nhìn thấy không? Đó, sau kia. Thì ở đây ranh giới là đã có rõ ràng rồi, nên là em Thi không nói về ranh giới. Ở những anh chị nào mua bên em Thi sẽ tặng thêm cho quý anh chị nè, trụ nè. Trụ để mà ranh giới đất của anh chị á, em Thi sẽ tặng thêm cho anh chị trụ ha. Cái này thì 40 mét đi thì em cho là khoảng 4 trụ mét đi. 4 mét một trụ chứ quên. 4 mét một trụ ha. Thì em sẽ tặng cho quý anh chị ở đây là tầm khoảng 20 trụ nữa. Em Thi sẽ trồng và đào tặng cho anh chị tầm khoảng 15-20 trụ nữa là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu như anh chị thích thì em sẽ trồng cây trên đất cho quý anh chị, trồng những cái cây ăn trái nhỏ nhỏ mini. Cái này em sẽ tặng nha, đi tặng thêm nha. Đó. Ở đây là đó, cái lô này là cái lô trong cùng, cái lô to nhất này quý anh chị, 642m2 nè. Cái lô này là 460 nha. Tính ra nó cũng chỉ có khoảng 410 mấy ngàn một mét vuông thôi, cũng rất là rẻ nha. Có cũng có trụ ranh giới nè, anh chị thấy không ạ? Trụ ranh giới nè,
rất là buôn vắng nha anh chị. Đó, mặt tiền lô này thì 12, cái này thì như là lô này nở hậu nè, cái lô này là nở hậu nè. Lô này là to nhất, 642m. Đó, rất là đẹp. Ở đây thì em có 6 lô nha. Tính ra là em có 8 lô, 2 lô mặt tiền bên ngoài, nhưng mà 2 lô đó là em bán rồi. 2 lô là em bán rồi. Còn 6 lô trong đây. Đó, chỉ có 377 triệu nè, 380 triệu. Nói chung là loanh quanh 370, 380 triệu một lô thôi. Đó, là kỷ niệm 370 năm, gọi là ngày giải phóng Khánh Hòa ha. Nên là em để giá rất là ưu đãi đầu tư. Thật ra thì đất đây là đất hiện gạch, đất cây hàng năm như nãy em nói đó, là đất nông nghiệp. Nhiều anh chị là thắc mắc với em là đất nông nghiệp mua để làm cái gì, mua đầu tư như thế nào. Thật ra thì em cũng tư vấn với anh chị luôn, thật là mình cũng đầu tư bất động sản thôi, thì mình mua rồi mình như là một kênh tích trữ ha, rồi 1 năm 2 năm sau thì khi mà mình có nhu cầu bán, mình có nhu cầu thanh khoản thì mình bán ra và mình tính tiền lời là ví dụ như là 10%, 20%, 30% như đó thôi. Chứ còn mà bây giờ mà để trong ngân hàng thì cái tiền lời 1 năm của anh chị á, nó chỉ tầm khoảng 30 triệu thôi. Hơn nữa tiền mà để trong ngân hàng nó sẽ mất giá nữa quý anh chị. Đó, nó mất giá nữa. Đâm ra là cứ bỏ 300-400 triệu vào đây. Đó, là chúng ta là khỏi lo tiền mất giá mà lại còn xin ra lời. Đó, cứ có sổ đỏ là đời đời ấm no thôi. Đó, thì một chút nữa là em Thi sẽ lên xe và đi ra, đi quay ra cái điện ích xung quanh chợ, ủy ban, hoặc là cuối clip là em Thi sẽ chạy ra cao tốc luôn. Đó, cho anh chị coi cái đoạn cao tốc mà nó làm xuống ha. Đó, đứng đây còn thấy hương lộ 62 luôn nè. Đứng đây là cũng thấy hương lộ 62, một con đường rất là lớn. Đường hương lộ 62 là kết nối rất là nhiều Duyên Thọ, Duyên Hòa, Duyên Tân. Đó, rồi lên Khánh Phú. Đó, nói chung là vị trí này nó nằm giữa hai khu công nghiệp là khu công nghiệp Duyên Thọ và khu công nghiệp Sông Cầu. Rất là tiềm năng, đáng để đầu tư nha quý anh chị. Đó, về thị trấn Duyên Khánh á, thì tầm khoảng 10 cây. Về Nha Trang thì tầm khoảng 20 cây. Đó, lên ô tô đạp cái vù lên đây là không tới nửa tiếng là tới đất anh chị ha. Chỉ có 377 triệu thôi mà đã có được 500 mét vuông đất. Đó, quý anh chị nên đầu tư hay không? Đó, so với cái việc là gửi ngân hàng là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là vừa rồi á, là cũng báo đài, anh chị cũng theo dõi báo đài rồi những cái công văn bản đó, là thủ chính phủ đã ký phê duyệt cho Khánh Hòa lên là thành phố trực thuộc trung ương. Đó, tầm nhìn là tới 2030 là khả năng phát triển của tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới á, sẽ rất là nhiều. Đó, mà đất á, thì đây chỉ còn có 700 mấy chục ngàn một mét vuông à, quá rẻ luôn. Cái đường bê tông hồi nãy, đường chính mà em Thi đi á, là cái đường đó nó sẽ quy hoạch một con đường là 20m ha. Còn phía sau lưng đây nè, phía sau lưng nè, nó là sẽ có một con đường quy hoạch 20m cắt qua luôn. Đó, mà đặc biệt là anh chị thấy cái view núi không à, cái view núi rất là đẹp, rất là xanh chị ha, nhìn rất là xanh luôn. Đó, còn nhà dân thì em khỏi phải nói, cách ví dụ như là mình đi ngược ra lại hương lộ 62 là mình đã tới nhà dân rồi, là cách nhà dân là 150m à, 150m à, quá gần luôn. Đó, quá đẹp luôn quý anh chị. Một cái sản phẩm như thế này thì em hỏi anh chị là có nên đầu tư hay không. Đó, còn những anh chị nào mà đã kết nối với em Thi rồi đó, thì những anh chị nào đã kết nối với em Thi thì thấy em Thi tư vấn như thế nào. Em Thi tư vấn rất là thật tâm, rất là thật tình. Đó, có sao nói vậy. Đó, chỗ nào đầu tư, chỗ nào đẹp, chỗ nào mà tốt là em Thi tư vấn quý anh chị. Đó, cũng mong là quý anh chị đầu tư là luôn luôn thắng lợi thôi. Đó, quý anh chị đầu tư và thắng lợi thì tụi em mừng thật sự luôn. Đó, thì chỗ này thì giá thì tính ra nói chung là chỉ tầm 370-380 lô thôi quý anh chị. Đó, rất là đẹp ha. Cái này nha, đó thì em như em nói rồi đó, em tặng anh chị trụ để mà ranh giới rõ ràng. Và nếu mà anh chị muốn á, thì em tặng cho ít cây ăn trái trồng trên đây. Đó, nói chung là một là mua đầu tư để mà bán lại, hai là mua làm vườn chơi chơi. Với cái tầm 300-400 triệu này á, thì đầu tư làm vườn, làm lán trại đồ cũng rất là ok. Đó, đường là đường hiện trạng là trước đất là rộng 4m nha quý anh chị. Đó, là ô tô đi vào tận nơi luôn ha. Đó, ranh giới là rõ ràng nè, ranh giới là rõ ràng nè. Hai trụ nè, trụ đôi anh chị ha, trụ đôi là nằm giờ là ngăn cách hai lô, rất là đẹp luôn. Từ đây á mà đi ra ủy ban xã Duyên Tân á là tầm khoảng một cây nha quý anh chị. Ra ủy ban và ra chợ là tầm khoảng một cây. Một chút nữa là em sẽ chạy xe máy ra đầu đường rồi em quay clip là đi thẳng ra chợ với ủy ban cho anh chị coi luôn. Nói chung là Duyên Tân là cũng khá là sầm uất anh chị ha, mua bán là đầy đủ luôn.
đó. Về thị trấn Diên Khánh thì tầm khoảng 10 cây thôi, cũng rất là gần, không có quá xe đó. Diên Khánh thì hội nhập phát triển sắp là khả năng là nếu như mà Nha Trang nó thuộc trung ương á thì Diên Khánh sẽ lên đô thị loại 4, nó là rất là tiềm năng để đầu tư nha quý anh chị đó. Chỉ phải 300-400 triệu thôi đó, hơn 300 triệu thôi là quý anh chị đầu tư ở đây được rồi. Nhiều anh chị thì thắc mắc là những anh chị nào đầu tư lâu năm thì sẽ biết là cái kênh đất nông nghiệp nó lời cỡ nào đó. Em cũng kể một câu chuyện trong một cái gọi là một cái kỷ niệm của em thôi. Đó là cách đây 2 năm em có bán đất nông nghiệp ở Diên Thọ cho một chị khách nước ngoài bên Singapore. Chị ấy là kết nối với em và mua 2 lô của em ở Diên Thọ đó. Thì 2 lô là tổng tiền là 1.3 tỷ. 2 lô tổng tiền là 1.3 tỷ, là chạy ra mỗi lô là khoảng 650 đó quý anh chị, 650 triệu đó. Thì sau khi 1 năm, nói 1 năm là không chính xác, 1 năm 1 tháng là 13 tháng đó, thì em là người bán lại cho chị đó. Chị đó có nhu cầu thanh khoản mà bán. Và anh chị biết là em bán ra bao nhiêu không ạ? Em kể là thì chắc khá nhiều anh chị giật mình ha. Em bán lại cho chị đó 2 lô, em bán cho khách khác là 2 lô, khách này là của một anh bạn môi giới làm đồng nghiệp đó. Thì bán lại với giá là 2.1 tỷ ha. 2.1 tỷ ha, 2.1 tỷ. Sau khi mà chi trả các cái khoản phí thuế và phí môi giới rồi nọ thì chị ấy thu về là 2 tỷ tròn. 2 tỷ tròn thì quý anh chị là tính là lợi nhuận 13 tháng là bao nhiêu ạ? 700 triệu. 700 triệu so với vốn đầu tư là bao nhiêu ạ? 1.3 tỷ. Thì nói là phần trăm thì anh chị cứ tính đi. Đó là đất nông nghiệp nha, vẫn là đất nông nghiệp ở trên Diên Thọ thôi. Đó là nói chung là 700 triệu là lời là gần như là hơn là phải 55% sau 13 tháng rồi. Đó, đất nông nghiệp nó lời, nó không lời thôi chứ nó lời là khó chịu lắm anh chị. Hồi nãy thì đang đi đường thì tự nhiên em sực nhớ tới cái câu chuyện đó và em kể cho anh chị nghe, đó là đất nông nghiệp nó như thế nào. Đó, thật ra thì chúng ta nên mua những cái giá này, những cái rẻ này để mà khi mà có một cái thời điểm tốt. Em luôn nói với khách hàng em á, tốt nhất là thời điểm là chúng ta mua, là chúng ta mua ở cái giá ở đầu gối và bán là tốt nhất là ở ngực hoặc ở vai thôi. Đó là giá tốt vậy ha. Anh chị nhìn một tổng quan cái khu này. Rất là đẹp ha. Đất bằng phẳng. Rất là đẹp. Đó, đặc biệt là khi mà em thuê bán hàng là tặng thêm rào trụ cho quý anh chị nữa. Mà chỉ có 370-380 triệu, quá rẻ luôn. Quá rẻ luôn quý anh chị. Đó, đứng đây là thấy hương lộ 62, đứng đây là thấy cái đường lớn luôn, tại vì nó cách quá gần mà. Có 150 mét à. Đó, xe chạy à. Đó. Quá gần luôn. Nhưng mà anh chị nào coi tới đây á thì nhớ like và đăng ký kênh của em nha. Nắng quá. Cũng 17-18 phút rồi. Đó, em đang đi trên thực tế lô đất nè, rất là bằng phẳng nha quý anh chị. Rất là bằng phẳng luôn. Đó, rất là đẹp nha quý anh chị nha. Đó, cái view núi anh chị thấy không ạ? Rất là đẹp luôn. Đó thì bây giờ nè, em Thi sẽ bấm đứng clip. Em Thi sẽ ra đầu đường và đứng nha, ra đầu đường và đứng và chạy dọc cái đường Hương Lộ 62 tới ủy ban xã và chợ để cho anh chị xem các cái tiện ích, các cái dân khu dân cư xung quanh nó như thế nào. Đó là mời anh chị theo chân em Thi nha. Let's go. Đó, bây giờ là cái hồi nãy là em đứng ở đầu đường á, hồi nãy khúc đầu clip á là em đứng ở đây em quay em đi vào. Bây giờ là em sẽ chạy từ đây mà đi ra lại ủy ban và chợ cũng như là bao quét cái khu dân cư xung quanh cho quý anh chị xem ha. Để quý anh chị cảm nhận khu này như thế nào ha. Đó, bây giờ là em lên xe và sẽ chạy cho quý anh chị xem. Đó, để mà anh chị cảm nhận thực tế luôn nha. Đó. Có thể là tiếng gió nó sẽ hơi ồn, quý anh chị thông cảm nha. Rồi. Bây giờ là chạy ra nè. Đó. Dân cư thì rất là đông đúc nha quý anh chị. Đó, dân cư là hiện hữu luôn. Sang sát nhau luôn quý anh chị. Đi ra là
tại hương lộ là gần như là đầy đủ luôn đó, hàng ăn hàng uống rồi tạp khó nè đó, rồi kể cửa hàng cơ khí rồi này nọ, nói chung là đầy đủ luôn ha đó, không thiếu một cái gì đâu quý anh chị đó, ăn uống rồi đây tạp khó rồi đây nè, nói chung là trên cái trục đường hương lộ 62 này á thì dân cư ở nè, rồi cửa hàng buôn bán rất là nhiều đó, chị thấy không, chỉ với là tầm khoảng 370 triệu 380 triệu mà đầu tư ở đây thì quá là ok luôn, không thiếu gì đâu quý anh chị, đi ra một phát là không thiếu thứ gì luôn đó. Đây là trụ sở của cái thôn Láng Nhớp nè đó, trụ sở thôn nè đó, đi ra tiếp đi, tiếp đi tiếp tới ủy ban với lại chợ cho quý anh chị coi luôn đó, để quý anh chị cảm nhận thực tế nó gần cỡ nào ha, xung quanh là chị đang mặt nhà dân sang sát nhau luôn á, này mà lên làm vườn nghỉ dưỡng đầu tư thì quá là lý bài luôn, cái này nằm ở Diên Tân Diên Khánh nha quý anh chị, đó, Diên Tân được Diên Khánh nha, đó. Cửa hàng vật liệu xây dựng rồi nè, đầy đủ luôn ha, phải là quá ư là gần luôn. Nếu như anh chị theo dõi kênh em thì em quay Diên Tân cũng nhiều rồi, mà cái khu này là em quay đúng kỹ luôn á đó. Để mà quý anh chị cô chú gần xa có thể là theo dõi và khách quan nhất, nhìn tổng quát nhất có thể đó. Chị thấy mà cái trục đường chính là dân cư ở đông nè, mà xe cộ đi cũng đông nữa đó. Anh chị đây nè, ủy ban anh chị đó, đây là trụ sở ủy ban cho dân xã Diên Tân nè đó, chạy ra đủ 30 giây thôi là tới ủy ban xã nè, rồi đối diện ủy ban xã là cái chợ luôn nè, bây giờ đang chạy tới chợ nè đó, đối diện ủy ban chợ đó trạm y tế là sát bên luôn nè, trạm y tế là sát bên luôn rồi, đây dừng đây đây chợ đây quý anh chị, đây nè chợ nè đó. Bây giờ em thi xuống đi bộ review nè. Đây. Đây là cái chợ Diên Tân ha. Cái chợ Diên Tân mới, mới xây, mới hoàn thành năm trước thôi. Mới hoàn thành năm trước thôi. Đó. Đúng 4 phút, 3 đến 4 phút là ra chợ ủy ban luôn nè. Anh chị thấy không ạ? Chợ này là chợ bán buổi sáng, bán ban ngày nha. Đó. Còn dọc này là bà con kinh doanh cũng rất là nhiều nè. Đó. Dọc này nè. Đó. Cặp này là bà con kinh doanh cũng rất là nhiều nè anh chị đó. Đây bây giờ là em đi lên lại ủy ban và trạm y tế cho quý anh chị xem ha đó. Chợ và ủy ban nè, trạm y tế nó nằm một cụm luôn quý anh chị, đi ra đây tầm khoảng 3 đến 4 phút thôi là từ cái khu khu 6 lô đất nông nghiệp Diên Tân đó, rất là gần nha đó. Đó, anh chị thấy không ạ? Đây là trạm y tế nè, đây là ủy ban xã nè. Đó, rồi cái sát bên cái đường ủy ban xã á, là có cái đường đi vào khu du lịch Hồ Láng Nhớt và Hồ Cây Sung. Đó, từ đất mình mà đi tới hai khu du lịch đó là tầm khoảng 2 cây thôi, 2 cây, 2 cây rưỡi thôi. Là chúng ta tới cái khu du lịch đó rồi, rất là gần quý chị ha. Đó, thì chỉ với 380 triệu, 377 triệu thôi là quý anh chị đã sở hữu được một cái lô 500 mét vuông mà nó tiện ích nó như vậy á, thì em hỏi anh chị là có xứng đáng đầu tư hay không đó. Cái xã Diên Tân này nó hay cái là xung quanh là núi bao bọc lại rất là đẹp quý anh chị, triền triền trùng trùng, anh chị nhìn nè đó, anh chị thấy không, rất là đẹp luôn nè đó, xung quanh là núi bọc lại luôn, rất là đẹp luôn quý anh chị đó. Thì clip em thi quay cũng rất là chi tiết và rất là dài rồi. Đó, quý anh chị nè quan tâm cái sản phẩm này á thì vui lòng là liên hệ với em Thi. Thứ nhất á là để em Thi chi tiết tư vấn chi tiết nha. Cái thứ hai á là đưa anh chị đi xem. Và cái thứ ba á là giúp quý anh chị có thể sở hữu mà đầu tư một cái cơ hội khả năng đầu tư ở cái mảnh đất này rất là ok. Đó, quý anh chị nào quan tâm thì kết nối với em Thi dưới phần mô tả nha, số điện thoại đó. Dưới phần mô tả để em Thi tư vấn chi tiết nha. Đó, em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Quý anh chị xem tới đây rồi thì nhớ like và đăng ký cho kênh của em Thi để mà em Thi đi quay nhiều cái sản phẩm hơn nữa nha.
Em xin cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chúc quý anh chị một ngày mới thật nhiều năng lượng, nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha. Em Thi xin phép được kết thúc clip tại đây. Em Thi xin chào và hẹn gặp lại.